Cái chị ơi, em bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Đây em đang soạn sách vở Thế này. tại sao Quỳnh Nhi lại bị đuổi ra khỏi nhà hả con? Tại vì con không biết Đấy, các anh chị nữa. ơi, em Quỳnh Nhi ngày hôm nay á là học dốt này, học không giỏi nên là bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà luôn. Thế con ở đâu mẹ? Con ở đâu thì con ở, ai bảo á học không tốt đây này. Đấy, các anh chị thấy chưa? Mẹ Hằng à, cho hết sách vở xuống cái thùng này này, đây nữa này. Đấy, ba lô ba liếc cho hết vào đây. Đi ra, không cho ở trong nhà luôn á. Trêu thôi mà. Trời ơi khóc thật này các anh chị ơi. Ôi trời. Sao? Mẹ trêu mà, mẹ trêu mà. Có cho em ra khỏi nhà đâu. Ôi mẹ xin lỗi. Các bạn ơi, trêu một xíu thôi mà cũng khóc thật được luôn này. Sở dĩ là ngày hôm nay á, mẹ Hằng dọn hết tất cả các sách vở ở đây của em Quỳnh Nhi vào cái thùng này á, đó là tại vì chúng ta sẽ chuyển đi nhà mới. Thế tại sao em lại không? Em thấy mẹ quát như thế em khóc này, các anh chị ơi, nhìn nước mắt này. Ôi em Quỳnh Nhi khóc như thế này á, các anh chị cười cho bây giờ. Không, thôi không khóc nữa. Các bạn ơi, gia đình mình sẽ tạm biệt căn nhà này đây và sẽ chuyển sang ở một nơi khác. Bây giờ thì cả nhà mình đang bắt tay vào dọn dẹp những cái đồ gì cần thiết để mang đi. Còn đồ nào không dùng đến thì mình sẽ bỏ đi nhá. Bây giờ các bạn hãy đồng hành cùng gia đình nhà hàng nhau trong chuyến chuyển nhà này nhá. Cái gì đây con? Cái bức ảnh trôi ạ. Bức ảnh á? À đúng rồi. Đây là những cái bức ảnh mà các anh chị ở trường em Quỳnh Nhi biết em Quỳnh Nhi, yêu quý em Quỳnh Nhi nên đã tặng cho em Nhi này. Bất động. Nào, thế em giới thiệu cho các anh chị xem đi. Đây là bức tranh gì? Các anh chị ơi, đây là bức tranh hình con mèo của chị Thảo tặng em. Của chị Thảo tặng em hả? Đây là của chị Trần Xuân Thảo nha. Chị ấy học lớp 4 ở trường cùng trường em Quỳnh Nhi luôn. Ngày nào cũng xuống chơi với em Quỳnh Nhi. Đây nữa nè, đây cũng là của chị Thảo đúng không? Đây là Đây. cái hình trái tim. Chị Thảo vẽ rất là đẹp luôn này. Doraemon này. Đẹp ơi là đẹp luôn nhờ. Doraemon, Nobita, Đây nữa. đây Nè, Nobi, đây là Doremi này. Doremi các kiểu luôn. Đây. Đây là hình dáng. Đây là hình dáng sticker còn viết là tặng em Nhi đáng yêu 1A6 nữa nè. Nhưng mà đây chị Đây nữa nào ấy? này. Chị nào ấy? Đây là chị À, Thảo. chị này chị Thảo nữa. Đây, chị làm cái sticker pixel này. Chữ Đâu vậy? love này. Đây. Nhìn này các bạn ơi, À, các anh còn chị có ơi. cả kẹo này. Đây chắc là kẹo bố mẹ mua cho xong rồi không ăn này mang đi tặng em Nhi đây mà. Các anh chị ơi, từ từ em có một bí mật. Bí mật gì không biết. Đây nữa này. Mọi người ơi, các bạn ấy vẽ rất là đẹp luôn. Ở trong này cũng có cả bút viết rồi là bao nhiêu đồ nữa. Ngoài ra này, đây, mình chắc chắn luôn đây cũng mang từ nhà đi đây này. Đó, Em cũng trời thấy ơi. rồi. Mẹ Hằng á, với em Nhi, với bố Hùng á, cảm ơn tất cả các tình cảm của mọi người dành cho gia đình nhà mình nha. Em Nhi rất là thích luôn, ngày nào đi học cũng được nhận quà về đấy. Nhưng mà may là những quà này là, ấy, nếu mà mọi người mà xin tiền bố mẹ thì cậu nhớ là không được đâu nha. Mẹ ơi, con bảo là Dạ. cái thẻ này hôm nay à, đã chị đấy cho đấy, chị Chị nào? Levi. À còn có cả chị Lê Vi nữa. Đây này, làm rất là tỉ ma, tỉ mỉ luôn này. Đó, ở trong này còn có một bức thư nữa. Em Nhi xinh gái à. Wow, Nè, sướng nhất em Nhi cái luôn. gì cơ À, mà? còn có cả slam này, rồi là Ui, nhiều thứ lắm. slime. Đây, slam đây này. Cái này là của Chị gì? Chị Thảo chị Nhi à? Thảo Nhi. À, chị Thảo Nhi là cái chị ngày xưa mà Cái tặng này. tặng quyển sổ ấy mọi người. Các anh chị còn nhớ không? À Em đây mới nhớ rồi. này. Đây, các anh chị ấy còn tặng cho em Nhi cái hình cinnamon này này. Thế là Đẹp về lắm. đòi mẹ cho vào trong cái vòng này luôn. Và salam Thích nhất là em Quỳnh à. Nhi luôn nha. Ui. Đây, mọi người yêu quý gia đình mình á thì cứ đến chơi và nói chuyện với em Quỳnh Nhi thôi nhá.
Nhớ Ở là trong đừng hộp tặng này quà nhiều nhá. ở Bố trong mẹ hộp lại này mắng bây giờ. ở trong hộp này là của cái con sinh năm mơ đấy các anh chị ạ. Rồi, em Quỳnh Nhi và gia đình mình sẽ trân quý những cái tình cảm này. Bây giờ mình sẽ đóng gói vào đây xong rồi để giữ làm kỷ niệm nhá. Em cho cái này vào cái Ok. này chưa? Còn bố Hùng đang làm gì đây? Bố đang dọn lên tủ lạnh đây. Đây, cái đồ Đấy. thịt thò để hết ra ngoài này các bạn ạ. Thì Bây giờ phải thà. lau nhanh không, chuyển sang kia không thì nó tan hết. Thì thà là đang để trên đấy các bạn ơi. Đây, trong này này. Đấy, mình phải lau sạch chỗ này đi cho chuyển sang nhà mới chứ đúng không? Ừ. Ôi cái chỗ này hơi bẩn anh này. Ok, để tí anh lau. Cái này là do nó bị ấy đấy. Đúng rồi, mang đây cho bố con. Kiểu thời gian ấy nhỉ. Theo thời gian là nó sẽ Cái răng cao su đấy bị thì. vàng đấy. Đúng rồi. Cái này nó không thể mới được mãi các bạn ạ, bởi vì nó ở trong cái tủ đá mà. Đây này này. Nhìn nhà Đây. mình bây giờ này các bạn ơi. Một Bãi bãi rác chiến trường rồi. rồi. Để nào thành bãi Đấy. rác luôn rồi. Trong chỗ kia thì vẫn chưa dọn kìa. Bên dưới anh dọn chưa? Chưa. À bên dưới anh dọn rồi. Đây. Sao xem nào. Dọn đây, sạch bóng rồi đây. Như mới mua luôn, À, đấy chưa? đèn Còn cái đồ này tê. mình vẫn để đây nhé các bạn. Để khi nào mình vận chuyển thì mình sẽ vận chuyển sau các bạn. Nhi ơi, Nhi chui vào trong cái thùng này để mẹ Ok. đóng gói vào, mẹ chuyển sang kia nhá. Các anh Tắm chị ơi nhìn thôi. này. Ở đây, đâu Ơi tắm đâu mà tắm, các anh chị nhìn đấy đây. Phải trốn thôi. rồi. Trốn rồi. Đây các bạn ơi, mình đã dọn được một thùng bàn học rồi. Bây giờ còn những cái đồ lặt vặt như thế kia là mình sẽ cho vào cái thùng này cùng với em Kỳ Nhi để ship sang nhà mới nha. Em Em phải mang ở thêm luôn cùng á. bố mẹ không? Trời ơi. Tăng luôn chứ. Tăng luôn. Nãy giờ là cũng hăng hái để dọn đồ cho mẹ lắm đấy. Nào em đóng cái tủ lại xong rồi, còn cái gì thì lấy nốt ra đi. Cái gì nhỉ? Cái gì cứng nhất thì cho xuống dưới. Ui giời, cho cái Cái iPad xuống thì cơ mà hỏng hết à. gì? Đó, giúp mình như thế đấy. Ôi Cái nhà đồ mình. trang điểm mẹ nhá. Ừ, thế cái đấy để tí nữa mẹ ấy cho. Đây các bạn ơi, nhà mình á, bao nhiêu ảnh này. Ở trên này cũng ảnh nữa này. Đó, quá là nhiều đồ. Đây là các bạn ơi nhìn này, đố các bạn biết đây là cái gì? Bố Hùng mua này. Đây là cái tăm đấy các bạn ơi. Trời ơi, mua bao nhiêu hộp như thế này đó. Một cọc này là ba cái hộp. Mà mua bao nhiêu cọc rồi. Bây giờ mang hết sang. Nhà chỉ Bố dùng cái tăm này thôi. ơi, Bố đang dọn nốt cái tủ lạnh sắp xong rồi. Đây nè các bạn ơi, còn đây là đồ nghề của mình này. Đấy, đất sét tự khô này. Bây giờ cũng mang hết sang đây nè. Nhưng mà nó có khô rồi không? Nó khô á, nó vẫn đang dùng được con ạ. À. Còn đây là cái cục bông này này. Đây. Đấy, cũng mang sang luôn. Ống hút của em Nhi này. Đó. Bao nhiêu đồ luôn các bạn ơi. Ôi, nhiều quá đi mẹ ơi. Này đây nữa này, màu này. Đó, ôi. Cái này bỏ cũng không được. Mà giờ lấy sang thì rất là nhiều luôn. Bố Hùng đang làm gì đấy? Tivi đấy À, tháo luôn cả tivi các đúng bạn rồi. ơi. Ui các bạn đã nhìn này ở đằng sau này, lâu Bụi. lắm rồi nhà mình không vệ sinh, trời ơi bụi mù bụi mịt luôn. Đấy, tivi treo lên là cứ để đấy thôi. Bẩn Ôi bẩn, cái này mình lâu quá mình không dọn. Bây giờ mình sẽ lau rồi, qua để đấy cho. xong rồi lau đã. Ok. Đây các bạn ơi, cũng tháo hết các cái giá này ra này. Tự dưng Đã lại ăn lấy hết kẹo kẹo rồi. ra. Tí nữa là em Quỳnh Nhi là nhiệm vụ tháo ảnh nhá. Bao nhiêu là ảnh thế này còn lâu mới tháo xong các bạn ạ. Chắc phải Đây. hết ngày hôm nay. Ok, để bây giờ mẹ hàng cũng tắt để vệ sinh đây các bạn ơi. Đặt. Bài quá các anh chị ơi. Các bạn ơi, gia đình nhà mình dọn đồ cũng tạm tạm rồi. Kìa kìa, sau này một đống chiến trường hỗn độn đây này các bạn ơi. Nhưng mà vẫn chưa xong nổi luôn á. Tại vì quá là nhiều đồ luôn. Nhưng mà em Quỳnh Nhi đói quá. Với lại là mẹ Hằng bố Hùng cũng đói rồi. Chúng ta phải có thực thì mới vực được mấy cái đồ này này. Nên là chúng ta sẽ ăn trưa lại nha. Mời tất cả các bạn ăn trưa cùng gia đình nhà mình nha. Em mời các anh chị ăn ăn chua, con mời bố mẹ ăn chua. Ừ. Quỳnh Nhi để cơm gì đây? Đây con chua Đâu? đây Đâu? nè, đây nè các Cầm bạn ơi. nhang nào. Nó giống thế. Cơm Cơm của Quỳnh Nhi đâu? xá Cơm xíu. Quỳnh Nhi sao đen thế xá này? Cháy rồi à? xíu. Không phải. Đây, Ngon. còn nước đây.
Ngon Trời không? ơi, Em Quỳnh Nhi đói quá rồi. cơm có cả nước C2 các bạn ơi, nhưng mà của bố Hùng lại không có các bạn ạ. Ê, chỉ có hai 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 suất suất thôi. thôi đấy. Quỳnh Nhi một suất, ngày một Đói quá rồi chứ suất kìa, tối nhìn mịn kìa. luôn. Ủa, đũa đâu con? À thìa, không có Trời thìa à? ơi, thế là mẹ hàng chỉ đặt hai suất thôi, không cho bố một suất nào rồi. Thế chứ bố làm sao mà làm được việc. Bố ăn thế thôi nhờ. Lúc Đây. ra buổi sáng bảo là muốn nhịn đây, bố không ăn đây. Bố bảo Bố bố bảo nhịn cơ thế thôi, à? bố bảo chơi chơi thế thôi mà. Ok, mời tất cả các bạn nha. Mời Em Quỳnh mời Nhi các anh chị ăn. ăn. Ui, nhìn đấy. Em Quỳnh Nhi đói quá rồi, không biết là có ăn được hết suất đấy không? Tại vì bình thường em Quỳnh Nhi cũng chẳng bao giờ ăn hết suất, nên là mẹ chỉ gọi hai suất thôi. Cái này này, Đây là là rau bố, dưa này, đây là bố rau dưa. ăn Ui, bố ăn cùng mẹ à? Còn con ăn một mình à? cùng mẹ nhá. Vâng. Ok, để xem Quỳnh Nhi có ăn hết không nhá. Đây, hai bố mẹ mình ăn cái này cũng được bố ạ. Ok, mời tất cả các bạn ăn cơm cùng gia đình hàng nhau nha. Vâng. Con mời bố mẹ ăn ạ. Vâng ạ. Con chưa ăn rau. Con này đâu mẹ ơi. Con này nó cay cay. Đâu đấy là hành mà, đấy là đỗ. Ăn đi. Đây, mình thích ăn cơm như này các bạn ơi. Xong rồi à, trộn rau vào đây này. Đó. Trộn đều hết lên. Cái rau này á hơi cay cay. Tèn tèn, chúng ta Các sẽ chị trộn nhìn như này. này. Ui. Nãy giờ à, cứ ngồi kêu mẹ ơi con đói mà giờ mẹ mới đặt được đồ đây này. Ngon quá. Hành trình chuyển nhà này cũng hơi gian nan vất vả đấy các bạn ơi. Tại vì không ai hộ đúng không? Vâng. Mỗi nhà mình tự làm thôi nên là hơi lâu một xíu. Vâng. Ở trên gác nữa, ở trên gác còn chưa đụng đến đâu đấy. Chiều có bà nội xuống hộ các bạn ạ. Bà Ok, nội xuống ăn mấy giờ ạ? thôi. 1 giờ bà nội mới bắt đầu lên xe. Ăn thôi. Một Mời các bạn giờ nhanh nha. thế. Ăn Bây thử miếng giờ một thịt nào. giờ rồi, bà nội đến rồi. Ngon ngon ngon. Đây là canh nhá mình nghĩ nhá. Đây là các bạn ơi, nhìn này. Đấy, nhà mình đã dọn dẹp đồ xong xuôi rồi. Và bây giờ nhìn này, một nhà ngổn ngang toàn là đồ thôi các bạn ơi. Một ngày rồi các bạn ạ, mãi mới xong cái đống này mà nhưng mà chưa vận chuyển nổi lên này, mệt quá rút rồi tay chân rồi các bạn ơi. Đây, ảnh yêu thì là chúng mình đã gỡ xong hết rồi. Xong rồi bây giờ chỉ việc gọi xe đến và di chuyển xuống bên dưới nữa thôi nhá. Rất là nhiều đồ luôn á. Đây, ảnh này các bạn ơi. Bao nhiêu cái ảnh á, ra hết đây rồi. Đó. Ảnh to, ảnh nhỏ, ảnh bé gì á, đầy luôn. Hơi, trời ơi các bạn ơi, không mình không nghĩ là hành trình chuyển nhà lại vất vả và gian nan như thế này. Trong khi đó đã vứt đi ba bao tải rồi các bạn ơi. Thật không ngờ là căn nhà này đã từng chứa quá là nhiều đồ như thế luôn á. Ok, về các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ đi gọi một chiếc xe bao cát để chuyển từ nhà này sang nhà mới nha. Hello các bạn ơi, nhìn đây. Mình đã gọi được xe và bố Hùng đang sắp xếp lên. Đấy. Bố Hùng đang vận chuyển lên đây này, trời thì mưa phùn các bạn ơi. Rồi, nhìn nè. Nhiều ơi là nhiều đồ luôn. Đây. Ui. Giường này, bàn học của em Nhi này. Xong rồi là bao nhiêu đồ trong này nữa. Đây. Một đống ngổn ngang đang chờ ở đây. Bây giờ thì mình cũng phải tắt máy và hộ bố Hùng xếp lên xe nha các bạn nhá. Các bạn ơi nhìn này. Trời ơi, một chuyến xe luôn. Đó. Quá là nhiều. Nhìn kìa, chất lên tận trên kia luôn cơ mà. Ở trên kia vẫn còn đồ đấy. Thì tí nữa ngồi đây anh này. Ok, thì anh ngồi đấy anh đi. Nhìn nhìn. Các bạn đây. Đây, tí nữa anh Hùng sẽ ngồi đây nhá. Ngoài một xe to luôn đấy. Bên kia ngồi được một người nữa. Ôi, Tí thế nữa bây anh giờ Hùng sẽ đi ở đây, còn mình sẽ đi xe máy đi ok, theo thế em sau đi nhá. xe máy nhá. Ok anh. Rơm đây. Chắc chắc không rơi được đâu. Các bạn ơi, đây, bây giờ mình cũng đã khá mệt rồi nên là mình sẽ tạm dừng video này ở đây đây. Và nếu mà các bạn muốn tò mò về nhà mới của mình thì nhớ đón xem ở clip sau nhá. Bây giờ thì mình sẽ hội chú ấy đây. Bye bye.